Thưa quý vị, thông tư số 37 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày mai 1 tháng 8 đã điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe so với quy định hiện hành. Ngoài ra, các học viên còn phải đóng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có, do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe. Mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ. Sát hạch thực hành là 70.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, CDEF, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng một lần, tăng 10.000 đồng. Phí sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng một lần, tăng 50.000 đồng. Phí sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng.